Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Outlander, chiếc xe 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ C của bên nhà Mitsubishi mà trong cái video ngày hôm nay. Thời điểm dịp đầu tháng 6 năm 2023, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán đang cực rẻ dành cho hai phiên bản của Outlander tại thời điểm này. Một chiếc xe sản xuất và lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang cần tìm một chiếc xe SUV 7 chỗ ngồi giá rẻ. Chiếc xe này là một sự tham khảo tại thời điểm này anh chị ạ. Outlander thì là một chiếc xe ở phân khúc cỡ C đang cạnh tranh với cả Hyundai Tucson, đang cạnh tranh với cả Mazda CX-5. Có hai sự lựa chọn, đó là một phiên bản Outlander CVT bản tiêu chuẩn này và Outlander CVT phiên bản Premium. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ máy xăng 2.0. Chiếc xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, mượt mà êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Vậy thì tại thời điểm dịp đầu tháng này, về cơ bản chương trình khuyến mại sẽ là giảm 100% lệ phí trước bạ cho cái dòng xe Outlander này, cả hai phiên bản luôn anh chị nhé. Ngoài ra nữa thì sẽ áp dụng với anh chị khách hàng nào mua trả góp sẽ được mức lãi suất ưu đãi trong 6 tháng đầu là 0%. Đó là cái chương trình mới ở trong cái thời điểm này. Vậy thì cụ thể từng phiên bản như thế nào thì mình xin phép cập nhật luôn. Đầu tiên là Outlander CVT phiên bản tiêu chuẩn với mức giá niêm yết là 825 triệu đồng 825. Tại thời điểm này giảm 100% lệ phí trước bạ, nó rơi vào 82 triệu, giá bán có 743 triệu đồng thôi. 7 chỗ ngồi, option cơ bản đầy đủ, bản tiêu chuẩn bây giờ còn có 743. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 829 triệu, ở Hà Nội sẽ là 865 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 849 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 829, Hà Nội là 865 và thành phố Hồ Chí Minh là 849. Đó là phiên bản tiêu chuẩn theo phương án trả thẳng. Thế còn trả góp được ưu đãi lãi suất trong 6 tháng đầu là 0%. Ở tỉnh sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu để lăn bánh sẽ là 235 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 271 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 255 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 235, Hà Nội là 271 và thành phố Hồ Chí Minh là 255 triệu đồng. Mức tính giá lăn bánh theo phương án trả góp này, ở đây mình đang tính vay tối thiểu sẽ vay tối đa là 80% đấy quý chị các bạn nhé. Thế còn ví dụ khách hàng chúng ta vay chỉ cần 30%, chỉ cần 50% hay 70% thì tùy, thì đương nhiên cái mức chúng ta trả hàng tháng nó sẽ là ít đi, nhưng là đây là mình tính theo cái mức tối đa vay 80%. Đó là phiên bản tiêu chuẩn, mức giảm giá rất tốt tại thời điểm dịp đầu tháng này. Sự lựa chọn tiếp theo đó là Outlander CVT phiên bản Premium, phiên bản đầy đủ option, có cam 360, có đầy đủ tất cả những cái tính năng an toàn mà trên chiếc xe này mình thấy là cũng rất là ok. 950 triệu cho phiên bản đầy đủ này. Hiện tại giảm 100% lệ phí trước bạ, giá bán còn có 855 triệu đồng, 855 anh chị ạ. Như vậy là đâu đó giảm 95 triệu. Như vậy thì lăn bánh ở tỉnh sẽ là 951 triệu. Ở Hà Nội sẽ là 990 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 971 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 951, Hà Nội là 990 và thành phố Hồ Chí Minh là 971 theo phương án trả thẳng. Dù là bản tiêu chuẩn hay là phiên bản Premium này, về quà tặng thì vẫn có tặng anh chị, đó là tặng dán kính cách nhiệt này, tặng trải sàn da này, tặng cam hành trình anh chị nhá. Dán kính, trải sàn, camera hành trình, đó là những cái phụ kiện rất cơ bản mà hình như là chiếc xe nào lăn bánh xuống đường cũng đều sắm anh chị ạ. Trả góp của cái phiên bản Premium này thì ở tỉnh sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 267 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 305 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 287 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 267, Hà Nội 305 và thành phố Hồ Chí Minh là 287. Với chiếc xe Outlander CVT phiên bản Premium theo phương án trả góp, mức lãi suất nếu như lấy trong 6 tháng đầu vẫn sẽ là 0%. Đó là hai phiên bản của cái dòng xe Outlander này. Chiếc xe này
là một chiếc xe sản xuất và lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Và mình cũng thấy rằng rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta trong những ngày qua đã quan tâm về những cái thông tin về thuế giảm 50% lệ phí trước bạ. Cái thời gian áp dụng thì chắc cũng là trong khoảng tầm, chắc là mình nghĩ là khoảng tầm đầu tháng 7, bình 1 tháng 7. Thế còn nếu anh chị chúng ta mà vẫn có đang có kế hoạch lấy xe thì theo mình thì anh chị chúng ta có thể lấy mức giá tại thời điểm này, chốt mức giá tại thời điểm này. Còn đăng ký thì nếu chúng ta có thể chờ đợi được thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm khoảng tầm 15-20 ngày nữa chúng ta đi đăng ký cũng rất là ok. Nhưng mà mức giá tốt nhất sẽ là mức giá tại thời điểm này, có thể mang xe vào thời điểm này và đi đăng ký sau cũng được anh chị ạ. Đó là những cái chương trình mà mình nghĩ là nó tốt cho những cái dòng xe mà sản xuất lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Vậy thì nếu anh chị chúng ta đang cần những cái thông tin cụ thể nhất, những cái phương án mua xe tốt nhất và cái chương trình khuyến mại tốt nhất của cái dòng xe 7 chỗ ngồi cực rẻ này, hãy gọi cho cái số hotline ở góc trái màn hình. Miền Bắc thì các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.